đóng cửa trên 1262 và có rút chân lên thì nó cũng là những cái có thể tác động tích cực đến V index kéo V index lên 1236 Hello, chào buổi chiều quý anh chị. Chào mừng quý anh chị quay trở lại với kênh Ichimoku Cư Trịnh Pháp Đây là video nhận định thị trường ngày 25 tháng 7 năm 2024 của em Tuấn ATP. Em xin kính chúc quý anh chị vào xem video có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và gặp nhiều may mắn nhé Hôm nay là một phiên giao dịch đỏ điểm của thị trường. VN Index đóng cửa 1233.19, giảm 5.28 điểm, tương với 0.43%. Hôm nay chúng ta thấy cái thanh khoản thì nó thấp hơn hôm qua rất là nhiều rồi. Tổng giá trị giao dịch hôm nay nó chỉ khoảng một nửa so với ngày hôm qua thôi đến uh, cuối phiên chiều thì chúng ta có một cái giá trị dị giao dịch khoảng 9.628 tỷ rất nhỏ. Đấy, nếu mà nhìn uh, cả ba sàn thì có 13.000 tỷ thôi, trong đấy là 2.100 tỷ là giao dịch thỏa thuận rồi. Thế hôm nay là một cái ngày giao dịch uh, chỉ có hơn 10.000 tỷ cả ba sàn. Biểu đồ mua bán chủ động hôm nay thì anh chị thấy là vào phiên sáng có những cái lực mua uh, chủ động cân với lực bán cho đến tận lúc 10 giờ 15. Đấy, sau đó thì lực bán chủ động bắt đầu nó tăng lên dần và làm cái lực mua họ, họ không chủ động mua nữa bắt đầu là có những cái sự giảm giá cho đến cuối phiên sáng có những cái lực rơi mà không có uh, mua chủ động cũng không có lực kê để sáng nay cứ đã có những lúc chúng ta âm đến 10 điểm nhưng đến phiên chiều thì danh khoản giao dịch nó đã tốt hơn trở lại khi mà bắt đầu lại có cái lực mua chủ động vào và kéo điểm số lên 1233 hôm nay nổi trội có một số mã cổ phiếu như là v VIC mã VIC hôm nay đứng lên và À, gánh một chút điểm số thị trường hôm nay vick thì ảnh hưởng đâu đó khoảng dương một điểm thôi còn lại thì nhìn về chiều hướng giảm nó thấy rất là nhiều những cái mã banh hôm nay đã có giảm nhưng mà với banh hôm nay quay về tham chiếu là tích cực rồi này ssi ssi này tiếp tục giảm bù hpg này giảm à, về phía vận tải kho bãi có hh vẫn đang giữ giá rất là tốt 43 à, hvn này sàn rồi fpt này là ngành tham chiếu mở tương tự Thế phía nhà đầu tư nước ngoài mà nước ngoài bán dòng sáng nay nước ngoài đã bán dòng 500 tỷ rồi sáng nay đã đã đã, đã bán dòng 500 tỷ rồi đến phiên chiều thì cuối phiên ATC có mua lại một chút thì còn 490 tỷ bán rất là nhiều SSI bán TLG à, lâu lâu rồi mới thấy nước ngoài vào à, mua bán TLG này bán hơn một triệu cổ phiếu TLG bán 1,3 triệu cổ phiếu dòng Đấy, bán 2 triệu mua lại 676 bán Vinhome, bán HPG, bán VPBank, bán Techcombank, bán TVBank. Mua SBT, mua FPT. FPT đợt này nước ngoài mua khá nhiều. Biến động là anh chị thấy đây tác động đến VN Index là có CTG, HVN, HPG, LPBank, Techcombank. Ok, chúng ta sẽ qua nhanh cái phần à, à, tổng hợp thị trường và đến cái kịch bản nhá kịch bản hôm nay thì từ hôm qua rồi chúng ta đang trở thái và ngồi chờ đó qua đến có những cái sự hồi phục khá là tốt hôm nay thì thì à, ở mức trung tính thôi nó thiên về chiều hướng xấu một chút khi mà chúng ta lại mất một một hai ba năm tăng một hai ba ba cái phiên ngày mai sẽ là một phiên rất quan trọng đánh giá xem là xuống trung hạn có giữ được hay không nếu mà xuống trung hạn giữ được một hai ba năm thì rất có thể tuần sau sẽ giật ngược lên luôn Đây, sẽ có những cái phiên tăng điểm có thể lên lại 1250, 1260 và xa hơn nữa. Trước mắt là nếu ngày ngày mai mà đóng cửa trên 1238 à 1236 thì chúng ta sẽ có cái điểm số 1250, 1258 sớm. Đấy, sau đấy là có thể là sẽ tiếp tục tăng lên. Còn nếu ngày mai chúng ta mất 1235 thì cái xu hướng trung hạn chúng ta sẽ bị ảnh hưởng và có thể là cuối phiên ngày mai sẽ có cái lực bán. Đấy, anh chị cần hết sức lưu ý vào phiên ngày mai tỷ trọng chúng ta cũng đang ở mức an toàn rồi anh chị cũng không phải vội FOMO mô hay là uh, bán gọi là bán đuổi nếu ngày mai có giảm thì cũng chả phải bán đuổi nữa hàng thì có cầm một ít thế thôi mình cầm mình chờ xem biến động tiếp theo thị trường như nào để ý đến những cái nhóm mà đã ngừng rơi và có nhiều dấu hiệu tạo đáy và chúng ta sẽ chờ test đáy hai để mua những cái uh, mã cổ phiếu đó có vùng giá tốt cái bản vn index nếu mà ngày mai không giữ được một hai ba thì sẽ về đâu nhưng nhìn không tuần thì chúng ta sẽ thấy ngay là có cái hỗ trợ ở quanh 1202, 1205 Đấy, và xa hơn là 1260, 1262 thì nếu chúng ta không giữ được cái vùng 1235.9 này tức là đóng cửa từ 1236 trở lên đấy thì khả năng cao là chúng ta sẽ có những cái phiên giảm điểm phiên giảm điểm breakdown không tuần xuống đây và xa hơn có thể xuống tận đây anh chị cần lưu ý cái vấn đề này có thể là À, nếu mất năm thì chúng ta cũng tạm thời là nghỉ ngơi đâu đấy khoảng một tháng hơn tháng thì bắt đầu là có những cái à, vùng đáy ở đây thì chúng ta sẽ về chúng ta bắt đáy nhá chúng ta sẽ về bắt đáy quanh 116x cho đến 1200 nếu mà kịch bản ngày mai không tốt mai đầu phiên rất quan trọng nên anh chị cố gắng là à, theo dõi thị trường cũng như là xem à, xử lý cái tài khoản chúng ta cho nó một cách nhanh nhất tại vì nếu ngày mai mà nó giữ tốt thì mình có vẫn phải có động thái là cover lại một chút hà có vờ lại một chút hà hôm vừa rồi là cũng nhắc cho anh chị là bán những cái mã cổ phiếu nó chưa giảm đấy thì cũng tránh được một vài cái cổ phiếu giảm bù rồi SSI hay là nhóm banh cũng giảm bù mình cũng tránh được một chút đấy, cũng như là uh, những cái phần tiền đấy thì mình sẽ chờ xem giai đoạn này nếu mà nó reset hết toàn thị trường rồi đến những cái mã nó đang khỏe những cái mã to nó cũng đã giảm bù hết thì thì rồi chúng ta sẽ không còn một cái gì gọi là ưu thế nữa đâu đó chỉ một vài mã cổ phiếu thôi thì nó vẫn đang còn khỏe mà nó chưa có dấu hiệu giảm thì có thể là vẫn hy vọng là 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 còn ngon được còn không thì khi reset toàn thị trường thì sẽ lại chọn những cái nhóm ngành mới đứng lên dẫn dắt và dòng tiền sẽ lại chọn một nơi để trú ẩn à, sau cái nhịp mà giảm có thể xảy ra tiếp đây thì anh chị cũng hết sức lưu ý à, còn nếu mà những cái nhóm mà à, nó rơi khá mạnh rồi chiết khấu khoảng 30 trăm 40 trăm rồi mà nó có dấu hiệu tạo đáy thì anh chị cũng không cần phải vội bất động sản nó qua em nhắc anh chị đấy là nó tạo đáy một thì cũng không cần phải vội bây giờ nó có tăng lên một hình chữ V nhỏ nhỏ đi có đáy một đi thì dù sao thì cũng phải về test đáy hai mà để về test đáy hai xem như nào chúng ta sẽ tham gia sau đúng không anh chị không việc gì là phải FOMO qua dòng tiền nó nó vào nó tạo đáy một cái là anh chị FOMO là hôm nay dở rồi ngày mai chưa biết là là có ăn hay không đúng không ạ mình cũng hết sức là lưu ý là phiên ngày mai thôi ngày mai có thể là một phiên rất quan trọng có thể là kéo dài sang đầu tuần sau nếu mà có những cái điều kiện về việc điểm số nó không đạt điểm số không đạt thì mình cũng từ từ mình lại quan sát thêm và sẽ phải chờ nay thì một số những cái cổ phiếu thật ra em có theo dõi plx giai đoạn vừa rồi Đây, cũng ăn một nhịp plx thì cũng thoát ra hết rồi thoát ra hết theo tín hiệu của của itp club thì đã, đã plx là một trong những cái mã mà chúng ta đang và đang phải chờ đang phải chờ cơ hội để vào lại tại vì nhìn thấy khỏe đấy nhưng mà nó chưa giảm nó chưa giảm mua rất là dễ bị giảm bù mà nó cũng có một cái chen line à, nối đỉnh từ chen line down từ 2018 đến giờ nếu mà có tăng thì chúng ta có mua nhịp lên năm 2.2 thôi một số mã như này mà nó chưa giảm thì thì cũng phải cẩn thận tại vì ngày nếu ngày mai nó giảm cái điểm số nhiều khả năng là không giữ được một hai ba đâu mình có hết sẵn hết sức là sẵn sàng tinh thần thôi nhóm viên 30 hôm nay đã về đến hỗ trợ ở trên khung khung tuần và rút chân lên về hỗ trợ 1262.6 đây cũng là một trong những cái động lực mà chúng ta có thể quan sát trong phiên ngày mai nếu mà viên 30 diễn biến tích cực hơn đóng cửa trên 1262 và có rút chân lên thì nó cũng là những cái có thể tác động tích cực đến viên kéo viên lên 1236 thì chúng ta sẽ giữ được cái xu hướng cho trung hạn là vẫn còn tiếp tục đánh đấm được cái gì nhá không thì mình phải chịu thôi phải sinh tương tự phái sinh còn chưa về hỗ trợ cơ phải sinh vẫn đang cao điểm hơn viên 30 nhà đầu tư vẫn đang cược là viên 30 về những cái hỗ trợ này về hỗ trợ ngày này khung daily ở 1265.2 cũng như là khung tuần hỗ trợ 1262.6 chúng ta sẽ có rút chân lên anh chị nhìn vào điểm số thì thấy rất là rõ ràng luôn giá thấp nhất của vn 30 hôm nay là 1265.8 1265.8 Nó là những cái vùng này, đấy, vùng này rút chân lên Vùng này rút chân lên, vùng này rút chân lên Rút chân khung này Còn hôm qua là rút chân ở trong hỗ trợ tuần thì Cũng là những cái mà mình quan sát trong phiên ngày mai thôi Tạm thời là Hàng hóa cũng ok, ổn định rồi, anh chị nào bắt đáy thì, thì Có thể bắt nhưng mà Ưu tiên là bắt T0 nhé Trên những cái con mã cổ phiếu mình đang sở hữu sẵn để có thể là nhớ có biến thì mình có thể là chạy kịp đấy, thoát sớm không để bị kém hàng còn uh, tỷ trọng bắt đáy đoạn này thì em cũng khuyến khích là anh chị uh, tham gia một cái tỷ trọng nó vừa phải thôi có thể 10 20 phần nát là vung ra để bắt đáy đấy, bắt cái đáy này có thể là cược là Vindex nó sẽ đóng đến trên 1235 và đi lên từ đây mình có thể bắt đáy đâu đấy khoảng 10 phần này em nó có nhắn trong room rồi nhắn trong room chia sẻ cho anh chị rồi anh chị nào mà chưa nhận được tín hiệu trong room thì có thể là tham gia với em bằng cách là mở một tài khoản SSI nhé có gắn ID của em là được hoặc là tham gia bên hiệu đóng phí không thì chúng ta cũng có một cái room miễn phí đấy anh chị có thể quét cái mã này vào room miễn phí thỉnh thoảng có những cập nhật gì cho anh chị thì em sẽ nhắn vào room này thôi Để chia sẻ cho anh chị một chút về cái phiên giao dịch mà rất là quan trọng ngày ngày mùng 10 tháng 6 để em chia sẻ màn hình lên cho anh chị Cái room miễn phí này cũng cứu cũng được cho anh chị một chút ít đấy Đấy à. 10-6 Vào nhanh ra nhanh À 10-7 đây, đây, đây Trạng thái khách sạn sẽ mở ra vào thứ sáu tuần này vậy từ hôm nay nếu mua hàng t cộng về có tỷ thêm tỷ lệ rủi ro anh chị lưu ý trong việc lựa chọn ưu tiên vào nhanh ra nhanh nhé đúng là 8 giờ sáng 8 giờ 24 ngày mùng 10 tháng, mùng 10 tháng 7 em nhắc anh chị có khách sạn mà nó hút xuống 125 1269 1254 thì đây anh chị thấy là vùng miễn phí đó có những cái tín hiệu này không phải lúc nào nó cũng có nhưng mà anh chị thấy là từ hôm mùng 10 tháng 7 báo thế là sáng có tăng lên xong cuối cùng nó giảm một mạch về đến tận bây giờ đấy thật sự là về đến đây em cũng cũng chẳng thể biết được em không biết được về đến đây em biết là cũng xấu xấu thì nó về đến đây đấy em thì dự đoán là lấp cái gác mối năm tư đi lên thôi hiện tại về đến đây thì chúng ta cũng không ai muốn cả mình cũng phải chấp nhận là không cố không cố gắng là bám chấp với thị trường mình xử lý sao nó hòa hợp nhất thôi cái phần bắt đáy ở 1254 cũng phải xử lý gần hết. Còn chưa hh thì hôm nay cũng khỏe. HAH à hôm trước bắt được thì ở vùng giá 42 thì hôm qua có trả lại một nửa rồi. hôm nay thì nó vẫn khỏe như này. Em cũng đặt cái stop loss ở ngay điểm ngay điểm bán luôn, à ngay điểm mua luôn. Tại vì nếu nó có giảm bù thì mình phải chạy thôi, chẳng biết làm thế nào. Giảm bù rất nguy hiểm nha anh chị. Đấy, thì một số mã khỏe thì anh chị đặt cho em cái stop loss ở điểm mua nếu giá thấp, nếu giá tốt hoặc là nếu mà đang có lãi ví dụ VPI chẳng hạn đang có lãi thì mình cũng đặt cái stop loss ở cái vùng mà nó lãi rồi ví dụ nâng stop loss lên này, này có chia rồi này mới chia tỷ lệ 12 giá hôm trước còn sáu mấy sáu bảy đó mình đặt cái stop loss để tránh cái trường hợp nó giảm bù rất là nguy hiểm này có NTP NTP này đánh lên một cây khá đẹp nhưng mà đi ngược thị trường thì À, thường là nó không không hay là thành công nên là em cũng không khuyến khích tham gia như này. Cái lần cuối cùng em nhắc anh chị về cổ phiếu giảm bù cũng như đi ngược thị trường là DGC và IDI đúng không ạ? DGC, IDI vào năm ngoái 2023 gần đây nhất thôi. Đến tận mùng 17 tháng 10 nó mới giảm này. còn cái cây giảm sàn ngày 25 tháng 9 này, IDI cũng giảm sàn 25 tháng 9 này. 25 tháng 9 năm ngoái đâu nhỉ 25 9 đây giảm sàn hai cây liền luôn thì với viên index index giai đoạn đấy nó giảm từ ngày mười mấy rồi cơ đây từ ngày 21 mà nó, nó giảm như này rồi cơ mà anh chị 21 nó giảm mở gấp đao rồi cơ mà 22 rồi mà cái tận 25 thì những cái mã kia mới giảm nó có giảm bù thôi SSI tương tự đoạn này nó không khốc liệt như giai đoạn 2019 thôi nhưng mà anh chị thấy là nó neo được trong những cái phiên mà cổ phiếu khác giảm chưa chắc là nó khỏe mà nó tăng ngược như DGC như em vừa cho anh chị xem nó tăng ngược trong lúc thị trường giảm chưa chắc nó đã khỏe Đấy, mình cũng cũng phải đặt một cái điểm chốt lời cũng như là điểm stop loss nó hợp lý tránh trường hợp giảm bù anh chị nhắc Đấy, nhắc nhở anh chị một chút vậy thôi Còn chứng khoán dạng này thì thật sự là chúng ta phải chờ ngày mai phải chờ không có cái dự báo gì cả em 50 50 nếu mà có tăng lên được thì mình sẽ cover lại hàng mà xuống được thì à, nếu mà xuống thì mình lại chờ đáy thì mình bắt thôi. Không không ảnh hưởng quá nhiều đến tài khoản. Ok anh chị nhá, anh chị nào chưa người đồng hành có thể liên hệ với em nhé qua số điện thoại trên màn hình. Anh chị nào mà đang uh, nghe mà thấy hay mà có thể là giúp anh chị là có những cái điểm bán nó hợp lý, điểm mua hợp lý, giao dịch nó tốt hơn, có thể là giúp em uh, donate cho em một cái ly cà phê vào cái uh, số tài khoản ở bên này màn hình nhá. À, bên này màn hình thì có một cái số tài khoản quay mã QR hoặc là ủng hộ VV đó thì giúp em một ly cà phê cũng như một lượt like ở trên video cảm ơn các anh chị rất là nhiều hẹn gặp lại các anh chị vào video nhận định thị trường ngày mai một là phê giao dịch rất quan trọng đó.